hội thứ 16, phần bát nhã ba la mật đa tôi nghe như vậy một thời đức Vàng Già phạm ở bên ao cỏ trắng trong vườn trúc lâm thuộc thành vương xá cùng đông đủ chúng bí xô một nghìn hai trăm năm mươi người và vô lượng vô số đại bồ tát từ các cõi phật đồng đến tập hợp đều là bồ tát còn một đời nữa khi ấy hơn trăm ngàn chúng cung kính vây quanh nghe thế tôn thuyết pháp trong chúng có vị Đại Bồ Tát tên Thiện Dũng Mãnh từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn còn muốn thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác, chút nghĩa sâu xa, cú xin Thế Tôn thương xót cho chúng con hỏi. Thế Tôn trả lời, Phật bảo, Thiện Dũng Mãnh như lai cho ông hỏi, tùy ý ông hỏi ta sẽ trả lời để lòng ông vui mừng. Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh bạch Phật, bạch thế tôn những chỗ mà đức thế tôn vì chúng đại bồ tát giảng nói bát nhã ba la mật đa sao gọi là bát nhã ba la mật đa đại bồ tát làm sao tu hành bát nhã ba la mật đa bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa làm sao mau được viên mãn bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa làm sao tất cả ác ma không phá được mà còn biết rõ được những việc của ma làm sao bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa mau viên mãn pháp trí nhất thiết Phật khen ngợi Đại Bồ Tát thiện dũng mãnh. Lành thay, lành thay, thiện nam tử, nay ông mới có thể thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Ông đã vì chúng Đại Bồ Tát được nghĩa lợi ích, cũng muốn cho chúng sanh được lợi ích, cũng muốn cho chúng sanh được an lạc, thương xót tất cả chúng sanh ở thế gian, muốn cho trừ thiền và loài người được lợi ích an lạc muốn làm ánh sáng cho đại bồ tát vân vân đời này đời sau nên thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa này khi ấy phật biết mà hỏi lại đại bồ tát thiện dũng mãnh này thiện nam tử ông quán nghĩa nào mà hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy đại bồ tát thiện dũng mãnh bạch phật Bạch Thế Tôn, vì con đang thường xót tất cả hữu tình mà làm việc lợi ích an vui, nên thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế vì sao vì bát nhã ba la mật đa sâu xa thông đạt tất cả pháp thanh văn độc giác bồ tát và tránh đẳng giác cuối sinh thế tôn thương xót chúng con mà giảng nói đủ cảnh trí như lai nếu là hữu tình nào đối với tánh thanh văn thừa đã quyết định nghe pháp này rồi mau chứng được tự địa vô lậu nếu là hữu tình nào đối với tánh độc giác thừa đã quyết định nghe pháp này rồi mau nương tựa thừa mà được ra khỏi. Nếu là hữu tình nào đối với tánh vô thượng thừa đã quyết định, nghe pháp này rồi mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Nếu là hữu tình nào tuy chưa hay đã nhập vào tránh tánh ly xanh mà đối với tánh tam thừa không quyết định, nghe pháp này rồi đều phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Cuối gì như lai ứng tránh đẳng giác trả lời câu hỏi về bát nhã ba la mật đa sâu xa, khiến cho thiện căn các hữu tình thêm sanh trường. Bạch Thế Tôn nay con không vì các hữu tình tin hiểu thấp kém mà thứ hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cũng không vì các hữu tình giữ tâm nghèo cùng mà thứ hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cũng không vì các hữu tình trở thành hàng bên cùng mà thứ hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cũng không vì các hữu tình lười biếng trễ này mà thứ hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cũng không vì vì các hữu tình bị biến lười che khuất mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình rơi vào bùn ác kiến mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình mắc phải lưới ma mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình không hổ thẹn mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình tánh không niềm khiết cần kiện mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình quên mất tránh niệm mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình tâm thường mê loạn mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình chìm trong buồn đầy tham dục mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng cũng không vì các hữu tình làm nhiều hành động dối trá mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình làm nhiều dối gạt mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình chẳng biết đền ơn mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tiền đầy đủ ác dục mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì có hiểu tiền muốn làm hại ác, mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình phá hoại giới pháp mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình, tình giới không thành tịnh, mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình hủy hoại tránh kiến mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình muốn thích hành động trong cảnh giới của ma mà mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình ước khen ngợi mình mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình ưa chê bai hủy bán người mà thứ hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình yêu chuộng lợi dưỡng mà thứ hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình ngầm tham đắm y bát mà thứ hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình ngầm làm việc dối trá mà thứ hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình cứ dệt lời sằng bậy mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình dối hiện dị tướng mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình cầu xin ép buộc mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì các hữu tình đem lợi cầu lợi mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa bạch thế tôn nay con không vì các loài hữu tình ô uế ấy, ấy mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa lại nữa bạch thế tôn nếu các hữu tình thâm tâm vui thích trí nhất thiết trí trí vô trước trí tự nhiên trí vô đẳng đẳng trí vô thượng thì nay con cũng vì họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu các hữu tình đối với sở hữu của mình còn không sở đắc huống nữa tự khen ngợi mình thì con vì họ thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu các hữu tình đối với sở hữu của người khác còn không sở đắc huống nữa chê bai hủy bán người ta thì con vì họ thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu các hữu tình xô ngã Kêu mạn như bẻ sừng thú thì con vì họ mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu các hữu tình muốn nhổ các loại tên độc phiền não thì con vì họ mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu các hữu tình tâm họ khiêm hạ như đứa con chiên đà la, thì con vì họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu các hữu tình tâm họ bình đẳng như tứ đại hư không, thì con vì họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp còn không có sự đắc, cũng không chấp trước, Huống gì đối với phi pháp thì con vị họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu Đại Bồ Tát ý muốn thanh tịnh, không định, không dối, tính chất ngay thẳng, thì con vì họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu Đại Bồ Tát trong tâm bình đẳng thương xót, muốn làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, thì con vì họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu Đại Bồ Tát thường đối với Pháp lành chỉ dạy, khuyên dân, hướng dẫn, khen ngợi, vui mừng tất cả hữu tình, thì con vì họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đồng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu Đại Bồ Tát gánh nổi gánh lớn, cưới được xe lớn, dựng nên việc lớn, thì con vì họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đồng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu Đại Bồ Tát đem lòng từ bi, làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, thì con vì họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đảm giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát đối với các hữu tình có thể làm người dẫn đường tướng đạo thủ thắng và đi khắp nơi thì con vì họ mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát đối với tất cả pháp không bị lệ thuộc thì con vì họ mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát đối với các chỗ xanh không có sự mong cầu thì con vì họ mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát thoát khỏi lưới của tất cả ác ma thì con vị họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát có vui thích lớn đầy đủ tinh tấn lớn thường không buông lung thì con vị họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đồng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát muốn đến bờ các pháp chốt giáo kia thì con vị họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đồng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát muốn kéo đoạn diệt tất cả lưới nghi thì con vị họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát đối với trí phật chứng còn không tiêu mạn không chấp không đắm cũng là đối với trí khác thì con vị họ mà thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát vượt khỏi tất cả kiêu mạn chấp trước có thể trụ trong chánh đạo có khả năng hành chánh đạo thuyết giảng chánh đạo thì con vị họ mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng sát về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát nào luôn vì lợi ích cho tất cả hữu tình mà làm cho được lợi ích làm cho an lạc giúp hữu tình được an ổn thì con vị họ mà thư hỏi như lai ứng tránh đẳng sát về bát nhã ba la mật đa sâu xa bạch thế tôn, con vị ban bố khắp cho tất cả hữu tình niềm an vui không nhiễm, niềm an vui vô thượng, niềm an vui không gì hơn, niềm an vui của niết bàn, niềm an vui của chư phật, niềm an vui vô vi. Nên thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Còn vị muốn đoạn hẳn các thứ lưới nghi, dây phiền não ràng buộc cho tất cả hữu tình. Nên thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa. Con vị muốn cắt đứt các thứ lưới nghi, dây phiền não ràng buộc nên thử hỏi như lai ứng tránh đàm giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu chính con tự cắt đứt các thứ lưới nghi dây phiền não ràng buộc thì mới có thể như thật vì các hữu tình nói các pháp yếu đoạn dứt lưới nghi trừ dây phiền não vì sao vì tất cả hữu tình đều thích an vui đồng chán nguy khổ tất cả hữu tình đều tìm cách cầu an vui con hoàn toàn chẳng thấy có chút an lạc nào đáng mong cầu chỉ trừ bát nhã ba la mật đa còn hoàn toàn chẳng thấy có chút an vui nào đáng cầu chỉ trừ đại bồ tát thừa còn hoàn toàn chẳng thấy có chút an vui nào đáng cầu chỉ trừ đại thừa còn xem thấy nghĩa lợi như thế muốn ban bố cho hữu tình những sự an vui mầu nhiệm nên thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa còn xem thấy chúng đại bồ tát được nghĩa lợi như thế nên thưa hỏi như lai ứng tránh đẳng giác về bát nhã ba la mật đa sâu xa cú xin Thế Tôn thương xót mà trả lời cho. Phật bảo Đại Bồ Tát thiện dũng mãnh, lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông có thể thương xót đại chúng sanh, vân vân, nên thừa như lai ứng tránh đẳng giác, vẻ bát nhã ba la mật đa sâu xa, do duyên này ông được công đức vô lượng. Ông nên lắng nghe, suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ phân biệt giảng nói cho ông. Thiện dũng mãnh đắc, bạch thế tôn hay thay, cú xin thế tôn giảng dạy, chúng con muốn được nghe. Phật bảo Đại Bồ Tát thiện dũng mãnh, những điều mà ông đã hỏi Thế Tôn ở trước đều là vì chúng Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, sao gọi là bát nhã ba la mật đa. Các ông nên biết thật chẳng có chút pháp nào có thể gọi là bát nhã ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa sâu xa vượt qua tất cả con đường danh ngôn. Vì sao thiện dũng mãi vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, thật không thể nói đây là bát nhã ba la mật đa, cũng không thể nói bát nhã ba la mật đa thuộc kia không thể nói bát nhã ba la mật đa do kia cũng không thể nói bát nhã ba la mật đa từ kia vì sao thiện dũng mãnh vì trí tuệ có thể thấu đạt thật gánh các pháp nên gọi là bát nhã ba la mật đa trí tuệ của như lai còn không thể đắc huống chi đắc bát nhã ba la mật đa thiện dũng mãnh bát nhã ấy nghĩa là hiểu các pháp và biết các pháp nên gọi là bát nhã Thiện Dũng Mãnh bát nhã hiểu các pháp là sao? Nghĩa là các pháp khác nhau nên danh ngôn cũng khác nhau, nhưng tất cả pháp không lì danh ngôn, nếu hiểu các pháp hoặc biết các pháp đều chẳng thể nói, nhưng theo sự hiểu biết của hữu tình mà nói nên gọi là bát nhã. Thiện Dũng Mãnh bát nhã ấy nghĩa là giả thiết lập, do giả thiết lập nên gọi là bát nhã, nhưng tất cả pháp chẳng thể thiết lập, không thể chuyển động, không thể giảng nói, không thể trình bày, biết như vậy gọi là như thật biết. Thiện Dũng mãnh bát nhã đó không phải là biết, không phải không biết, không phải đây, không phải chỗ khác, nên gọi là bát nhã. Này Thiện Dũng mãnh, bát nhã ấy là sở hành của trí, sở hành phi trí, chẳng phải cảnh phi trí cũng cảnh phi trí vì trí xa lìa tất cả cảnh. Nếu trí là cảnh tức là phi trí, không từ phi trí mà có được trí, cũng không từ trí mà có phi trí, không từ phi trí mà có phi trí cũng không từ trí mà có được trí không do phi trí mà gọi là trí cũng không do trí mà gọi là phi trí không do phi trí mà gọi là phi trí cũng không do trí mà gọi là trí tức phi trí gọi là trí do đây tức trí gọi là phi trí trong đây trí không thể hiển thị nên gọi là trí không thể hiển thị thuộc về trí này không thể hiển thị nguyên do của trí này không thể hiển thị từ trí này nên trong trí không có thật tánh trí cũng không có thật trí trụ trong tánh trí trí và tánh trí đều bất khả đắc phi trí cùng tánh cũng lại như vậy chắc chắn không do phi trí gọi là trí nếu do phi trí gọi là trí thì tất cả phàm phu đều có trí nếu có như thật đối với trí phi trí thì đều không thể đắc đối với trí phi trí như thật biết khắp đây gọi là trí nhưng thật tánh trí chẳng phải như đã nói vì sao? Vì thật tánh trí lìa ngôn ngữ. Trí chẳng phải cảnh của trí, chẳng phải cảnh phi trí. Vì trí vượt khỏi tất cả cảnh, không thể nói đây là cảnh của trí hay phi trí. Thiện dũng mãnh, đây gọi là như thật, giảng nói tướng trí. Như vậy, tướng trí thật không thể nói, không thể hiền bày. Nhưng theo sự hiểu biết của hữu tình mà trình bày, ai có thể biết cũng không thể nói. Cảnh trí còn không có, huống là kẻ có trí. Nếu có thể như thật biết, như thật tùy ngộ thì gọi là bát nhã này thiện dũng mãnh nếu có thể hiện quán tác chứng được như thế thì gọi là bát nhã xuất thế bát nhã xuất thế đã nói như vậy cũng không thể nói vì sao vì thế gian còn không có huống là có xuất thế gian sự xuất còn không có huống chi là người xuất do đây bát nhã xuất thế cũng không có vì sao vì hoàn toàn không đắc thế gian xuất thế gian người xuất và sự xuất nên gọi là bát nhã xuất thế nếu có sở đắc thì không gọi là bát nhã xuất thế. tánh của bát nhã này cũng bất khả đắc, vì sanh địa tánh khả đắc của hữu và vô. này thiện dũng mãnh thế gian gọi là giả lập, không thể dựa vào thế gian giả lập mà thật có xuất thế, nhưng vì ra khỏi các sự giả lập nên gọi xuất thế. xuất thế đối với thế gian chẳng thật có xuất hay không xuất. vì sao? vì trong này hoàn toàn không có pháp xuất hay có thể xuất nên gọi xuất thế xuất thế ấy không có thế gian và xuất thế gian không xuất không phải không xuất nên gọi xuất thế nếu như thật biết rõ như vậy gọi là bát nhã xuất thế như vậy bát nhã chẳng phải như đã nói vì sao vì bát nhã xuất thế vượt khỏi tất cả đường ngôn ngữ tuy gọi xuất thế mà không có sự xuất tuy gọi bát nhã mà không có sự biết sự xuất sự biết bất khả đắc hay xuất hay biết cũng bất khả đắc như vậy như thật biết như vậy gọi là bát nhã xuất thế do đầy nền bát nhã vượt ra tất cả thế nên gọi là bát nhã xuất thế này thiện dũng mãi đây cũng gọi là thông đạt bát nhã như vậy thông đạt bát nhã là thế nào nghĩa là bát nhã này không có sự thông đạt nếu bát nhã này có sự thông đạt tức là giả lập nếu giả lập thì không gọi là bát nhã thông đạt nghĩa là đối với trong này hoàn toàn không có gì cả không có ở đây không có ở kia cũng không ở giữa không có được thông đạt không có bị thông đạt không nơi thông đạt không có thời gian thông đạt không người thông đạt nên gọi là thông đạt lại ở trong này hoàn toàn không sở hữu không có người hành không có nơi hành không đây không kia cũng không ở giữa nên gọi thông đạt lại là thông đạt tuệ nói thông đạt là thông đạt tuệ thông đạt này hoàn toàn không sở hữu không trên không dưới không chậm không mau không tiến không lui không qua không lại nên gọi là thông đạt này thiện dũng mãnh tuệ thông đạt là thông đạt cái gì nghĩa là có sự thấy hoàn toàn thông đạt do cái gì thông đạt do bát nhã thông đạt như vậy bát nhã làm sao thông đạt là tướng giả lập mà có thông đạt các tướng giả lập tất cả là phi tướng như vậy phi tướng gọi là tướng giả lập này thiện dũng mãnh ai thành tựu bát nhã như vậy tức là có thể như thật thông đạt ba cõi như thật thông đạt ba cõi là thế nào nghĩa là không phải ba cõi gọi là ba cõi vì sao vì trong này không có cõi để thông đạt thông đạt ba cõi tức chẳng phải cõi do thông đạt ba cõi nên gọi là thành tựu thông đạt bát nhã thế nào là thành tựu thông đạt bát nhã là không có việc nhỏ nào mà không thông đạt hoàn toàn đối với tất cả việc hoàn toàn thông đạt nên gọi là thông đạt bát nhã như vậy bát nhã đối với tất cả việc đều siêu việt nếu thành tựu bát nhã như vậy thì các điều thấy nghe người nếm biết đều thông đạt thông đạt cái gì nghĩa là vô thường khổ bệnh vùng nhọt tên bắn không trở ngại hại khác hoại hoại pháp động mau diệt không ngã không sanh không diệt không tướng vân vân này thiện dũng mãnh ai thông đạt như vậy thì gọi là mát mẻ như sa đỉa, tên bắn như có vị lương y giỏi được mệnh danh là liễm mũi tên những chỗ bị tên bắn ông ta đều có thể chữa lành thuốc độc không còn trong vết thương vì nhờ công lực của dược thảo mà trừ khử được hết nếu các bí xô thành tựu được pháp mát mẻ lìa mũi tên này gọi là thành tựu thông đạt bát nhã, nếu đầy đủ sáu hằng tánh thông đạt bát nhã, thì xa lìa tất cả nhiễm trước bà cõi vượt khỏi lưới của tất cả ác ma. Này thiện dũng mãnh, ví như kim cương khoan được các vật, khoan chỗ nào cũng xuyên qua. Cũng vậy nếu các bí xô vân vân đạt được kim cương dụ do được tuệ thông đạt dung nạp, nên quán pháp gì cũng đều thông đạt. Tuệ thông đạt này được định kim cương dụ bảo hộ quán đến pháp nào cũng đều thông đạt nếu ai thành tựu trí tuệ thông đạt này có thể xuất thế gian giật hết các khổ dù đạt đến các khổ đã tận nhưng không bị đắm nhiễm tuệ thông đạt này cũng gọi là ba minh này thiện dũng mãnh, gọi là minh là vĩnh viễn diệt trừ vô minh. Đây cũng gọi là biết khắp vô minh, cũng gọi là khái niệm diệt khổ ẩn. Như vị lương y thông minh biết rộng, làm điều gì cũng xem xét rõ ràng. Nhờ thế mà thành tựu trí tuệ xem xét vi diệu, biết rõ các thuốc, hiểu rõ nguyên nhân của bệnh, biết rõ bệnh tướng có thể chữa nhiều chứng bệnh khổ, bất cứ bệnh tật nào cũng chữa lành vì sao vì người ấy thông thạo về thuốc nguyên nhân tướng trạng của bệnh phương pháp hòa hợp thuốc cho nên có thể trừ tất cả bệnh khổ nếu ai có thể thành tựu minh thứ ba lậu tận minh thì có thể diệt các vô minh dứt tất cả khổ trừ tất cả sinh giả bệnh chết và các pháp sầu than khổ yêu não đây gọi là thông đạt bát nhã xuất thế này thiện dũng mãnh tàn đường nghĩa này mật ý nói tất cả thế gian tuệ là hơn hết nghĩa là thông đạt thật tánh các pháp nhờ tránh chi này làm cho chấm dứt xanh vào các cõi sự chấm dứt xanh vào các cõi là khái niệm gì là khái niệm thông đạt xuất ra chỉ mất vì sao gọi là thông đạt xuất ra và chỉ mất nghĩa là hoàn toàn thông đạt các pháp có tập khởi đều có pháp diệt tận như vậy gọi là thông đạt xuất và chìm này thiện dũng mãnh xuất là khái niệm về xanh chìm là khái niệm về diệt tuy là nói vậy nhưng không nói có xuất hay có chìm. Này Thiện Dũng Mãnh, những gì tập khởi chẳng thật có pháp xuất, vì sao Thiện Dũng Mãnh vì tập khởi là bình đẳng xuất, chẳng phải bình đẳng có xuất cũng chẳng phải có chìm. Bình đẳng tùy khởi nên gọi là tập khởi. Bình đẳng tùy khởi là trong này không có xuất, không có chìm. Như vậy thể